Chiều ngày 6 tháng 5, đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Đà Lạt đã làm việc với ông Huỳnh Bá Hộ, sinh năm 1963, quê Cà Mau, người đã phá hoại 8 gương cầu lồi trên đèo Brent. Tại cơ quan điều tra, ông Hộ thừa nhận việc đập phá hàng loạt gương cầu lồi trên đèo Brent. Trong quá trình lấy lời khai, ông Hộ vẫn chưa cho biết về thân nhân, lai lịch chính xác của mình. Trước đó, theo đơn vị quản lý đèo Brent, hàng loạt gương cầu lồi tại một số khúc cua trên đèo đã bị phá hoại, thậm chí đập vỡ hoàn toàn. Đây là những chiếc gương cầu lồi vừa được chủ đầu tư lắp đặt trong đợt cải tạo, nâng cấp và mở rộng quốc lộ 20 vừa qua. Việc đập phá các gương cầu lồi đã ảnh hưởng, đã có 8 gương cầu lồi bị đập vỡ hoàn toàn, giá trị thiệt hại trên 20 triệu đồng. Hiện đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Đà Lạt vẫn đang tiếp tục xác minh chính xác lý lịch của ông Hộ. Ai biết thân nhân lai lịch của ông Hộ, xin liên hệ với Công an thành phố Đà Lạt, số điện thoại 0633 821 445.